Chào các bạn, mình là Helen đây. Bữa nay sẽ nói tiếng Việt cho các bạn nghe cho 24 tiếng. Ồ, nói 24 tiếng thì không ăn, không ngủ, nói thôi. Mình sẽ nói tiếng Việt cho video bữa nay. Bây giờ đang ở trong xe với mẹ, em trai với lại chị hai. Bây giờ mình đi vô tiệm mua nước uống, bubble tea. Đi vô coi mà không có muốn quay phim. Dài lâu vậy? Ông nói chắc 5 phút. Bây giờ mình đang chờ ngoài cho nước. Chờ khoảng 5 phút nữa. Mẹ lạnh quá hả? Đúng vậy, nó ngoài đây lạnh nữa. Mình mới lấy mấy cái nước xong, chờ khoảng 7 phút. Chờ lâu quá hả? Yeah. Mình mới mua nước uống. Nước này là mẹ mua nước cà phê xay đá. Phải không mẹ? Cái nước này chị hay mua là nước trà sữa. Rồi nước này mình uống là trái vải. Bây giờ chị hai đang lái xe, hơi bị kẹt xe một chút. Mình sẽ đi ăn bữa nay tại vì em trai mới học đại học xong. Mình sẽ cho các bạn coi bữa nay mặc quần áo gì. Có cái áo khoác này, xong rồi mặc cái áo Harris. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi mình đang mặc cái gì. Cái này là áo lạnh, xong rồi mặc cái áo khoác ở dưới, rồi cái quần mặc, nếu các bạn coi được, là quần Adidas. Bữa nay mình tưởng là sẽ lạnh mà ở trong xe hơi nóng. Chào chị hai. Gớm quá. Mình đang ở ngoài, ở đây lạnh quá. Mẹ có lạnh không? Mình muốn thử áo của con không? No, thử về nhà thử, thử gì ở ngoài đây đang lạnh quá, còn cởi ra. Bây giờ mấy độ ngoài đây? 30 độ. 39 độ. 39 độ. Quên mang bao tay đeo, bây giờ tay lạnh quá. Mày có hả con đeo? Mày có hả? Chị thích mày. Oh. Nhưng mà hai chiếc khác nhau. Không sao đâu, không có ai thấy được hết. Cảm ơn mẹ. Wow, đẹp quá. Tại sao có hai chiếc khác nhau? Tại vì bị mất một chiếc. Mọi thứ mất một chiếc. Mỗi lần giặt là bị mất hả? Mỗi lần giặt là mất. Không biết sao nữa. Rồi bây giờ mình đi về lấy xe cho qua nhà mẹ. Mẹ có muốn quay cháu bây giờ không? Mẹ, à? Mẹ có muốn quay cháu bây giờ không? Không, không có thời giờ, coi chó nó phá quá, mẹ không có đuổi nó được, ok. Nó nằm yên chỗ thì ok, nó không có nằm yên chỗ. Nó quậy quá. Michael có muốn quay cháu bây giờ không? Chị hai có muốn quay cháu bây giờ không? Không có ai muốn coi chó hết. Quậy quá. Chó quậy quá. Quậy quá. Quậy quá. Bad boy. Không có nghe lời vậy hả? Nó giống như baby thôi. Ok, chị chờ chút xíu được không? Em quên nó gì ở trong nhà rồi. No. Ok, chờ chút xíu nha. Hey. Mà
mang chó về nha. Mình mới về nhà của mẹ xong rồi cần mang cái bàn này xuống lầu ở basement. Em sẽ phụ với lại chị hai để chó trong đây cho nó dọn, tại nó phá quá. Bố bơ phá quá. Bố bơ. Bây giờ mình wrap xong cái bàn nó bự như vậy cho các vải ở trên đây. Bên đây mình bỏ cái bàn xuống được, mình gấp nó lại. Xong rồi qua bên đây thì cũng làm như vậy được luôn. Mình chỉ có bỏ cái chân này xuống thôi. Xong rồi gấp cái bàn cho nó nhỏ lại như vậy. Xong rồi cất đi cho nó gọn. Bây giờ ăn chiều là sẽ ăn bún bò Huế mẹ mới nấu với lại chấm với nước mắm. Cảm ơn các bạn coi video bữa nay. Ngày mai sẽ post video mới. First, I'm gonna tell you guys about the giveaway. So I'm gonna be giving you guys something from the shop every single day for Vlogmas. And today the prize is going to be this pin. So all you have to do is subscribe to my YouTube channel, follow me on Instagram, and just comment down below where you guys are from so I know where you guys are watching from. I'm gonna be picking a winner every single day, and it's gonna be something different every day as well. If you guys don't win tomorrow, just come back the next day and see what the prize is. I am gonna end the vlog here, and I'll see you guys tomorrow. Bye! I just wanted to show you guys where I'm going to be posting the giveaway winners every day. So if you go into my YouTube channel and click here on the community tab, all you have to do is check every day and I will pick the winners and post it on there. Thanks for watching. Give this video a thumbs up if you liked it, subscribe to my channel, and comment down below. Bye!